Bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn cha mẹ cái cách để chúng ta vào cái phần tài khoản OLM. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào giúp cho cô cái phần Zalo của lớp ạ. Zalo của lớp thì chúng ta tìm đến cái phần đường link mà cô gửi sáng nay cho gia đình. Đấy là cái đường link olm.vn đăng nhập. Chúng ta có cái đường link này. Chúng ta mở Google. Đây, ví dụ như bạn Google giá này, đây ta sẽ có thấy OLM đăng nhập, mình sẽ tích vào đó. Trong cái tài khoản đăng nhập này thì chúng ta sẽ chú ý ở phần đăng nhập ở đây. Đăng nhập thì đây chúng ta sẽ mở cái ra cái danh sách ra. Cái danh sách mà cô gửi của con ra, ví dụ chẳng hạn cô sẽ lấy cái tên của cô nhé, là Hoa lớp 451 này. Cô sẽ vào này, tên đăng nhập cô copy luôn này. Copy. Rồi mở nó ra này. Tên đăng nhập dán này. Mật khẩu là từ 0 đến 9. Để 0. Xem nhé. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mình đăng nhập. Đó. Thế là mình sẽ có cái tài khoản của mình đây, góc tài khoản đây, tên Hoa lớp 451 này. Mình kích vào đây mình sẽ thấy đây. Kích vào đây mình sẽ thấy Hoa 451. Sau đó thì mình sẽ vào cái phần thông tin tài khoản này. Và thông tin tài khoản này mình sẽ thấy đây, thông tin tài khoản tên của mình này, tên của cô là Hoa lớp 451. Cô có thể nhập em Mai bổ sung vào đây. Đây, cô nhập tên em Mai của Hoa phụ huynh này. Đây, số điện thoại, mật khẩu, mình có thể đổi cái mật khẩu này. Đổi mật khẩu cũ. Nhập mật khẩu cũ là từ 0 đến 9. Nhập mật khẩu mới vào đây, sau đó nhấn vào xác nhận. Quay trở lại ra phần bài tập thì mình sẽ thấy này. Hoa lớp 451 nó sẽ có phần tên bài, chúng ta thấy là một hệ thống có bài tập để làm. Đây các bài cô giao đây. Mình thích vào mình làm thôi, mình tích vào đây. Tích vào, lấy bắt đầu mình làm. Quay trở ra. Đấy, cái bài nào mình làm rồi thì nó sẽ ra, bài nào chưa làm thì nó sẽ như thế này.